Hôm nay mình làm gỏi phô mai nha các bạn. Mình có khô này nè, rồi phộng, rồi ớt, ớt xay, rồi mình có mấy rau này, đúng là rau quế mà cũng có ở nhà mình có rau này, mà mình thèm thì mình làm ăn thôi, ở nhà có gì mình ăn đó, rồi giấm gia vị tương này nọ, rồi tương ớt, rồi bạn pha lên giấm tương tương ớt đường, bạn pha dừa với cái miệng của mình, rồi bắt đầu không ai quay cho mình không có làm được, mình không có mình chế nước tương vô. Ok. The Minnie Mouse one or the dancer. You like what you do? Rồi, mình bỏ đậu phộng vô nha các bạn. Đó. Rồi, mình xong. Mình xong rồi. Đó. Cơn nghiện nổi lên thì ở nhà lục lọi có gì làm đó. Nó không giống 100% thì nó cũng giống 50. Nhưng mà cũng đỡ nghiện nha các bạn. Đỡ không mình thèm mà mình uống được ăn. Nên á, mình thích một lục lọi nấu, tìm kiếm cái gì mà mình thích. Rồi có nhiêu đây thôi là mình làm đủ cái món khô bò, gỏi khô bò mình ăn rồi nha các bạn. Rồi chúc các bạn vui vẻ nha, thích thì theo dõi mình nha các bạn, cảm ơn các bạn. Yeah. You should not eat it. Mommy like it. Sometimes mommy eats. Mommy know it. Mommy eats sometimes. Mommy may not eat mà. Do what you like. Okay, thank you. I'm just gonna sleep. You want to sleep? Yeah. You go to your room. I eat then I come with you.